phim. Dạ. Ghê chưa? Hay quá vậy ta, có vị trí quay hay quá vậy ta. Quá xa.
Thôi đây cái quá hay. Không ngờ luôn. Chuyền quá xa. Với bên trường bị thanh khéo ngay trên lưới mà cỡ nào cũng né không luôn lưới trên này. Ném nữa là nữa. Hay gì đó. Từ 20 trở lên mới là chắc ăn. Điểm số này chứ.
Cái cô đập dữ quá. Cô nó đập chuẩn. Nêu lên là đủ đúng tầm là đập đó nghe. Không cần là trước sau gì trên nè. Chưa, điểm số này chưa. 25 lần không? 25 lần. Thank you.
người cô đọc hay thì không. Cô đó cô đọc chắc bóng dễ sợ luôn đó. Thank you.
cứng quá. Bên kia thủ hay lắm. Bên kia ngày hôm qua cầu của nó cũng chắc hơn mà, nhưng mà do nó tâm lý không bằng Hòa nó. Chậm lại.